What's up, em chào anh em, thì mình là Si Kẹo đây. Ngày hôm nay thì chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo nhá. Mấy ngày hôm nay thì kiểu công việc nó bù lu bù loa quá, thế nên không lên nhiều video cho anh em xem được. Thì thời gian tới đây sẽ chăm chỉ nhá mọi người nhá. Mong rằng là đối với tất cả anh em khán giả yêu quý kênh Si Kẹo thì các bạn có thể là ủng hộ cho kênh bằng cách để là anh em nhấn vào nút like cũng như là giúp mình một lượt chia sẻ nhá. Ok, để giúp kênh có thể phát triển hơn. Vâng, hôm nay thì mình có mặt tại xưởng cơ khí bộ trang phục thì đã khá là lâu rồi. Nó là một bộ trang phục dành cho nữ, hình như là người hùng 2020 thì phải. Mình không nhớ tên bộ trang phục, thì nó hơi kiểu dị một xíu. Ra mắt khá lâu rồi á. Chắc hẳn là nhiều anh em mình cũng có bộ trang phục này rồi đúng không nào? Ok. Ui, cái đậu xanh này rất là dễ luôn, kiểu thanh niên dính ngay thùng dầu. Ui, thường thế chứ nhở, thường thật sự luôn á. À, được rồi đây, đổi qua cây thông sơn đi. Combo nhẹ nhàng, chúng ta có X18 này, có cả thông sơn nữa nè. Ui, có thêm trái bông keo này, phê vậy. Các bạn ấy chơi game anh em cứ tranh thủ làm sao mà kiếm nhiều bông keo tí đấy, thì nó càng có lợi cho anh em thôi. Yo, ăn quả nướng giáp nữa, tuyệt vời ông mặt trời nhở. Có một cái thông tin này, tôi nghĩ là anh em sắp được nghỉ hè nhở. Đấy, kiểu năm nay anh em nghỉ Tết chán chê, xong bây giờ lại được nghỉ hè, phê vãi cả trưởng ra. Chứ còn tôi thì ngày nào cũng kiểu là một ngày làm việc thôi. Ui. Ơ mẹ, thằng chó nào nó ở ngoài này nhở? Tôi thấy nó bắn cái méo gì ấy. À, khả năng cao ở trên óc xưởng, đéo hiểu sao luôn ạ. Trời ơi, bạn ơi, bạn xuống con mẹ bạn. Xuống đây đi. Đéo hiểu sao kiểu mấy ông nhảy dù xong nhảy mẹ lên cái nóc xưởng xong đứng luôn trên đấy bắn. Bắn cái bíp gì không biết. Được cười vãi trưởng à. Bạn ơi đừng xong chơi đừng mày mê những điều ngu si vạ. Xuống đây còn có mình chờ mong. Xuống con mẹ mày đi, nó đéo xuống không ạ. Để mỡ thằng này. Dám ma thằng rơm rơm mẻ đéo ai kiểu lòm dòm thế không nhở. Từ từ nhá, tôi xem vào trong cái. Ui. Thấy anh em lia nhau gắt vãi trưởng á, tao này có mấy 28 thằng nữa. Rồi nhở, MP. Lấy chứ, chơi chứ. Nhưng mà, ui, đéo hiểu sao tôi quên, tôi nhầm các bạn, tôi tính vứt X18 cơ. Não cá vàng vãi trưởng á. Kiểu lần này tôi kiểu nắng quá nó bị lú ấy các bạn. Hà Nội thì hiện tại nắng tầm khoảng là 38-40 độ cơ. Đéo hiểu sao kiểu chưa nắng vãi trưởng á. Anh em tưởng tượng nhá, chưa anh em mang cái chảo ra nhá. Từ thanh niên này, anh em tưởng tượng là chưa anh em mang cái chảo ra, anh em đập quả trứng ấy dán được luôn cơ mà. Đấy, anh em ở đâu thì comment ngay bên dưới để cho Kẹo biết nhá. Khảo sát thử xem là fan của Kẹo thì anh em ở cái vùng miền nào, còn tôi đang ở Hà Nội nhá. Đấy, anh em nào muốn giao lưu ấy, liên hệ qua Gmail nhá, giao lưu luôn không ngại. Mày trốn với bố mày đéo. Ui vãi cả trưởng. Mẹ, ui mẹ ơi, em ơi, sao lòi xíu cái hồng ra thế. Thằng bé tính sơi đôi cơ anh em, nhưng mà sơi làm sao được. Nhưng mà nói chung là cũng phải kiểu xin lỗi anh em khá nhiều. Khi mà anh em đang hóng video từ kênh Si Kẹo thì tôi lười làm không ạ. Nắng quá, anh em ở nhà thì anh em cũng lười như tôi đúng không. Bao nhiêu anh em lười như tôi điểm danh cái nào. Trời ạ, Hà Nội nắng dã man anh em có cảm giác nhá. Mỗi khi ra đường nhá, tôi mặc mấy cái lớp áo chống nắng như kiểu mấy bà ninja ấy, đi kiểu đi xe tay ga ấy không ạ. Đấy, nắng quá mà. Bây giờ cho anh em nhiệt độ như nào nhở. Đấy, có mát không. Hà Nội tôi thấy nó sắp thành cái hỏa diệm sơn thứ hai rồi. Tôi tranh thủ đến chơi cái anh em ơi. Đó, chúng ta đang có mặt tại cổng trời nhá. Căn nhà nhiều lỗ quả, căn nhà biệt thự này thì anh em không còn xa lạ gì đúng không nào. Lên. Đéo quá ai. Không thấy không ạ. Bọn này trốn đâu hết rồi. Đùa chứ. Bây giờ này, đéo đéo ra người cũng nhỉ. Ui. À, mày này. Ok chưa. Tình hình là kênh Si Kẹo đây. Có vẻ anh em hơi chán tôi chơi game rồi. Thế tôi mới kiểu như là suy nghĩ là, này, hay là bây giờ thuê gái chơi game nhá. Anh em nào ủng hộ tôi thuê gái chơi game nào giơ tay nào đấy. Ui, tôi thuê gái chơi game luôn cho nó máu không ạ. Được chưa. Nhưng mà bây giờ kiểu đang thiếu hụt kinh phí. Thật ra thì không biết thuê gái ở đâu không ạ. Đấy,
Bây giờ gái ấy, còn phải là gái xinh này, biết chơi Free Fire này. À, hay là chị em nào cảm thấy đủ yêu cầu ứng tuyển nhá, gửi qua Gmail cho mình để phần mô tả video phạmhuysia@gmail.com rồi nhá. Các bạn thế luôn, lên chơi game với mình. Đấy, nói chung là phục vụ video cho anh em khổ sở phết đấy. Nghĩ ra ý tưởng hay hay, hơi khó. Mới bảo chứ, mới thuê gái xinh nhở, chơi game anh em lại thích xem quá chứ lại. Nói thật thì đàn ông con trai mày đứa nào chả thích gái rồi, đúng không? Đặc biệt là gái xinh, mẹ mày ngồi ngắm gái cả ngày đéo thì chán luôn đúng không? Công nhận với tôi thế không? Rồi, mình đang có mặt ở thung lũng rồi nha. Xem như nào, mình kiếm thêm người cái nhở. Ui, 11 đứa hả? Từ công ạ. Tôi cũng chả biết là chúng nó đang ở đâu ấy, nhưng mà từ nhá. Ra đây cái. Ui, cái gì đây? What the fuck man, chạy thế đéo nào. Ui mẹ ơi, Kelly vàng. Ui, ông mặc cái bộ trang phục chói lóa quá. Thế nên này chói thế làm sao mình không biết được. Ui, mình lại bắn chói. Đúng đen là sao chừa nhá bạn nhá. Đừng có làm điều dại dột thế. Ai lại mặc đồ cả cây vàng xong rồi đứng đấy lút đồ. Đéo hiểu luôn anh em ạ, tôi từ chối hiểu được chưa ạ. Thế này, thanh niên ngồi ngay hòm sát này xong ngồi xuống lút đồ luôn. Bây giờ kiểu mình nhiều bông keo vãi sao ạ, 9 trái bông keo này. Bây giờ là phải chơi cái chương trình cá độ chưa anh em. Đoán xem nhá. Này, bây giờ cho anh em dự đoán. Đó, sẽ có hai phe. Một là sĩ kẹo top 1. Đấy, và hai là sĩ kẹo thua, anh em thử dự đoán xem. Trận này tôi thấy nhàn vãi ra mà. Còn có mấy đứa? Còn có 3 đứa. What the fuck man. Bo to vãi cả trưởng ra. Trời ơi. Mấy người trốn đâu vậy? Kìa. Công thì tôi kiểu mệt mỏi không á. Bây giờ kiểu là nhá, phải đi kiếm chúng nó công ạ. Từ tôi qua đây xem này. Rồi, tôi cũng đéo biết là chúng nó đang ở đâu ấy. Nhưng mà cứ từ rồi là khoai sẽ như đúng không? Vội gì? Không có mọi người ạ. Ui mẹ ơi, chơi gì chơi khoai thế. Thế này đào đâu ra người nhỉ? Tôi lên trên cái này. Yo, không có ai. Thế méo nào nhở? Kìa. Ui ôi, lại mấy thanh niên đưa nhau đi trốn rồi. Em ơi cầm tay anh và đưa lối anh đi dọ. Em ơi đừng xong chơi đừng mày mê những điều ngu si vạ. Trong anh còn có người đợi mong. Ui mẹ ơi, anh đừng bắn em sợ. Mấy anh phải thương em chứ. Mà người ta con gái kiểu yếu đuối, đéo hiểu sao. Ui anh đừng. Em xin anh đấy. Anh ơi anh tha cho cái mạng già của em được không ạ? Thôi giỡn. Mẹ tôi mới 21 tuổi đầu, mạng già trông kiểu chán đời. Nhưng mà nó đang kiểu chuẩn bị nó công lên ấy. Phải cẩn thận kìa. Anh em ấy quả nó ở căn nhà đổ nát không? Mày ảo mày nhá mày. Mày ra đây xem ai hơn ai này. Cái thằng này mày tưởng mày trốn ở căn nhà đổ nát vậy mày ngon nhá. Eo ơi. Nhưng mà nói chung là nó cũng hơi khoai cậu. Mày ra đây, tao hỏi câu cuối mày có ra không? Nó không ra không ạ? Nếu chắc nó không ra thì tôi cũng phải chạy thôi. Úi dồi ôi, trước mặt của người này. Cái đéo gì đây? Đúng rồi, chạy nhanh. Thằng bé mà không chạy nhanh thì tôi cho nó toang luôn. Nhưng mà mình có 10 trái bông keo. Ui, anh đừng. Mam, phóng liệu à? Vãi, sợ đấy. Thanh niên, what the fuck man, M79 luôn ạ. Lại hồn. Trời ơi, kinh dị vãi cả trưởng ra không ạ? May là tôi vẫn sống sót. Ui, kiểu hôm nay mình dựng bông keo mình lên thần mẹ luôn anh em ạ. Dựng bông keo cứ phải gọi là như dân chơi anh em ạ. Thằng kia nó cầm 79 nó bắn được mình đây đâu. Ui mấy anh đừng bắn em nhá. Em chỉ là kiểu một người con gái yếu đuối, một người con gái không biết gì cả. Anh mấy anh đừng bắn em, tha cho em nhá. Kìa, mày chạy với bố mày đấy à? Từ các bạn, thằng này thằng cuối rồi. Mày giỏi mày ra đây. Đứng rồi. Mày ra đây, tao cho mày ăn lựu này. Ui, dại thế. Kìa, ui, thằng này, được, nó dựa mông keo mà. Hay quá nhở, thằng này dựa mông keo đỉnh ấy. Từ không ạ. Tôi tưởng nó chơi ngáo cơ, nó chơi không ngáo đâu. Mày ra đây, phải dựa mông keo luôn, không nó quả nó bắn cho này. Mày này, vỗ tay ạ. Buya anh em, tuyệt vời nhá. Ngày hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.
Bye bye. Tạm biệt tất cả anh em fan xì kẹo.